Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Hoài Niệm Game TV của mình. Ngày hôm nay thì mình mang đến cho anh em một con sói gold 2 và set gold phối đồng màu rất là đẹp. Thì sẽ show cho anh em xem để cùng xem con sói này nó có mạnh hay không. Còn về độ đẹp thì như anh em nhìn thấy ấy, rất là đẹp, rất là chất và rất là ngầu. Đấy, ngoài ra thì trong cái clip này hôm nay thì mình lại tiếp tục lưu ý với anh em một số những cái hiện tượng lừa đảo để anh em có thể đề phòng cảnh giác ở chơi trong game khi chơi game. Thời gian vừa qua thì mình cũng nhận được nhiều những cái ý kiến, những cái phản hồi từ anh em là gặp những cái trường hợp lừa đảo trong game và đã bị mất đồ, bị lừa đồ. Thì mình cũng xin lưu ý với anh em rằng ở trong game khi gặp mà ai đó tên là Hoài Niệm Game hay là một cái gì đó giống với tên kênh của mình mà có hỏi mượn đồ của anh em hay là tra re đồ gì đó với anh em thì anh em tuyệt đối là không bao giờ tra re và cho mượn đồ. Ok, anh em hãy bấm vào theo dõi kênh fanpage của Hoài Niệm Game TV nhé, và đừng quên nhấn nút đăng ký like video để ủng hộ kênh và theo dõi những video tiếp theo mới nhất của kênh Hoài Niệm Game TV. Chúc các bạn xem video vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như trong công việc. Rồi, thì trước mặt anh em đây là con sói gold skin 2 màu vàng cam rực lửa, rất là đẹp. Đi cùng bộ gold này thì quá đồng màu anh em ạ, quá đồng màu, quá chất. Đó, hôm nay mình cưỡi thử cho anh em xem. Trong số con gold 1, gold 2, gold 3 thì mình thích con gold 2 này nhất. Gold 3 đắt hơn nhưng mình cũng không thích bởi vì là cái màu nó không đẹp. Mình thấy trong 3 con gold 1, gold 2, gold 3 thì con này là con đẹp nhất. Cái hiệu ứng của nó rất là đẹp và cái màu sắc của nó nhìn cũng rất là chất. Nó con cốt 1 thì nó màu xanh, con cốt 3 thì nó màu đỏ. Đấy. Còn đây là cái chỉ số của con cốt 2, anh em xem này. Nó cũng tương tự như con cốt 1 và cốt 2 thôi. Đấy, nó cũng tương tự như nhau, nó khác về màu sắc và khác về một số những cái dòng ẩn màu xanh. Nó cũng khác biệt rất là nhỏ thôi. Tăng sát thương chí mạng 4%, tăng tổng phòng thủ 2%. Và những cái dòng khác thì nó cũng giống nhau. Đấy, ngoài ra thì nó có thể kích cho set vua, tăng tổng phòng thủ 4%. Đấy, và set các Nivan. Thì khi anh em mặc những cái đồ này lên thì nó sẽ kích được cho anh em thêm dòng. Thì đây là cái chỉ số của con sói gold 2. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Nhưng cái con gold 1, gold 2 và gold 3 này thì nó chỉ đẹp hiệu ứng của con sói như này thôi. Chứ còn cái hiệu ứng khi mà dùng skin ví dụ như là gồng máu này hoặc là xoay kiếm hoặc là những cái hút gió ấy, chọc gió ấy, thì nó không có hiệu ứng gì thay đổi. Chỉ có con sói black và con sói stealth thì nó có cái hiệu ứng thay đổi skin khi sử dụng con sói thôi. Đấy, nên là cá nhân mình thì mình vẫn thích cái con stealth hoặc là con black hơn. Mặc dù là nó lại còn rẻ hơn là những con này nữa, nhưng mà những con này thì nhìn nó rất là đẹp. Đấy, lúc nào nó bốc cháy rực lửa lên. Đấy. Hôm nay review lại cho anh em xem cả bộ gold này mình đang mặc nữa. Đấy, bộ gold mình đang mặc lên với cả con sói gold 2 này rất là hợp tông màu, rất là nhìn rất là một cái gì đó đẹp, phải nói là đẹp. Nó chỉ diễn tả được một từ rất là đẹp. Đấy, đồng màu. Đấy, lửa cháy rực rỡ. Đó, trông như dung nham ấy, trông nó đẹp lắm anh em ạ. Đấy, thì đây mình sẽ đi PK thử cho anh em xem. Và cái phần PK hôm nay thì mình cũng không nói nhiều đến phần PK hay là sức mạnh của con sói. Anh em có thể xem và anh em có thể cảm nhận được. Thì mình quay trở lại vấn đề lúc đầu mình nói về vấn đề là mượn đồ ở trong game và tra re đề phòng lừa đảo ở trong game để cho anh em có thể cảnh giác được. Đấy, thì thứ nhất là mình xin nói đơn lại một lần nữa, đó là Hoài Niệm Game không bao giờ mượn, không bao giờ chat mượn đồ ở trong in game. Đó, ví dụ khi anh em gặp mình thì không bao giờ mình bỏ họ bảo anh em là tra re cho mình mượn đồ để mình làm gì cả. Cái đấy là tuyệt đối là không bao giờ mình mượn đồ ở trong game của anh em. Nếu mà mình có mượn thì mình đều là những anh em nào thân quen và mình có sẽ nhắn tin qua cái fanpage Hoài Niệm Game TV của mình, hoặc là mình sẽ inbox vào cái bằng cái nick riêng của mình hoặc là Zalo.
rất ít anh em biết Zalo của mình và vào Facebook riêng của mình, nên là khi mà mình mượn đồ thì mình chỉ mượn đồ của người quen, và mình đều có gọi điện hoặc là mình sẽ nhắn tin qua Zalo đấy. Cho nên anh em để ý tuyệt đối là khi có một ai đó mà cùng cái tên giống hoa kênh Hoài Niệm Game TV thì anh em phải thật là lưu ý. Đấy, ở trên dưới tất cả những cái phần mô tả của video thì mình đều có link dẫn đến cái fanpage của mình. Đấy là fanpage duy nhất mình sử dụng. Ngoài ra thì mình cũng chưa có cái group hay là có cái nickname nào khác ngoài cái kênh fanpage đó cả, và cái kênh YouTube này nữa. Thì ở trên kênh fanpage thì nó cũng có link đến kênh YouTube của mình. Mình chỉ có hai cái kênh giao tiếp với anh em duy nhất ở trên Facebook và trên YouTube là Hoài Niệm Game TV. Cái anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy ủng hộ mình bằng một nút đăng ký kênh màu đỏ ở phía dưới của video này. Anh em hãy ủng hộ mình để cho kênh của mình có thể phát triển hơn nữa, và khi có video mới thì anh em sẽ nhận được thông báo. Đó, thì ngoài ra thì hôm vừa rồi mình có một số anh em ở trên fanpage của mình cũng có nhắn tin cho mình báo là cũng có một trường hợp là có người cũng tên là Hoài Niệm Game và bán đồ cho bạn đấy, và cũng nhờ gọi trung gian là thương gia ở trên các group. Nhưng mà thật là rất là may mắn là bạn ấy không giao dịch với người đó, vì là bạn ấy cũng hiểu là mình không bao giờ mình nhờ ai trung gian giữa người mua và người bán cả. Mình chỉ bán trực tiếp ở trên fanpage Hoài Niệm Game TV, gạch ngang MUAway. Khi anh em mua đồ ở trên nó thì không bao giờ mình cần ai phải trung gian hết, đều mình tự giao dịch chủ động với anh em, giao dịch trực tiếp. Và chỉ có cái số tài khoản Momo và ngân hàng của mình thì mình đều để ở trên đó, và chỉ khi nào anh em mua đồ thì mình mới gửi. Đó, đều thông tin của mình hết, và chỉ có một số điện thoại duy nhất. Đó, thì anh em rất là lưu ý. Ngoài ra thì anh em mới chơi thì nên, mình đã nhắc nhở rất nhiều lần là anh em mới chơi thì cũng không nên đi tra re linh tinh ở trong game, bởi vì là những cái đồ anh em nó giá trị mà anh em không hiểu cái giá trị của nó. Khi anh em đi tra re giao dịch thì đều bị lừa những cái món đồ nó giá trị nó thấp hơn. Nên là tất cả những anh em nào mua đồ của mình cũng đều dặn dò rất là kỹ. Nhưng mà một số anh em thì vẫn thích buôn bán nhưng mà chưa hiểu về giá trị của đồ, nên là nhiều anh em bị lừa và sau đó là có nhắn tin cho mình. Đó, thì cũng rất là chia buồn cùng các bạn, nên mình cũng dặn dò lại anh em là khi anh em có đồ thì mà anh em chưa biết về giá trị của những cái món đồ ở trong game thì anh em nên hạn chế và không nên đi tra re giao dịch nhiều ở trong game. Bởi vì là bây giờ trong game nó rất nhiều những cái bạn mà rảnh rỗi thời gian suốt ngày chỉ có đi tính chuyện đi lừa người khác để là lấy đồ của anh em và để là mua đi bán lại lấy lời. Đấy, nhiều anh em bây giờ kêu với mình là bị mất đồ, hay là vừa mua xong cây đồ thì lúc sau đấy đã thấy kêu là bị lừa hết sạch rồi anh ạ. Nghe rất là mình cũng rất là đồng cảm với các bạn, nhưng mà tất cả anh em khi mua đồ hay là đi có đồ mình đều dặn dò anh em rất kỹ, cho nên là anh em hạn chế là khi mình chưa biết giao dịch, chưa biết tra re thì không nên đi tra re linh tinh đấy, để hạn chế những cái rủi ro, hạn chế những cái việc là tức giận vì là mất đồ. Nhiều anh em mất đồ chán quá bỏ game đó, thì bây giờ anh em phải cảnh giác, rất nhiều thành phần nó lừa đảo, kể cả là những cái anh em mua ở trên group. Nhiều người bây giờ là họ còn có cả trung gian giả đấy, họ tạo những cái nick ảo, xong thì hai điện thoại họ dùng hai nick vào cũng làm trung gian giao dịch, họ cũng lấy những cái tài khoản giả của những cái thương gia uy tín để họ bán đồ, xong thì họ giả làm trung gian đấy, mục đích là cũng tất cả chỉ để là lừa anh em để lấy đồ của anh em thôi. Nên là anh em hết sức là lưu ý và cẩn thận khi giao dịch, mọi cuộc giao dịch của anh em ở trong game đều phải check thật kỹ, kể cả trung gian anh em nên check thật kỹ. Đó, thì đây, hôm nay mang con Good 2 này lên arena thì lại gặp cả Good 3 của người quen ở trên này. Đó, thì hôm nay tí nữa thì mình thử đại chiến giữa Good 2 và Good 3 xem là nó chênh lệch như nào để anh em có thể xem được. Đấy, con Good
con cốt 3 nó màu đỏ đỏ như thế kia, đỏ đỏ nhờ nhờ. Cá nhân mình thì mình không thích cái con cốt 3 này một chút nào. Đó, chỉ là nó chất quá thì nó giá nó rất là đắt, nhưng mà so với cốt 2 thì mình cảm giác là nó có tăng hơn chỉ số một chút, nhưng mà chỉ số nó cũng cảm giác là hơn một chút. Nhưng mà về độ đẹp thì mình thích con cốt 2 này hơn. Con cốt 2 này nó quá đẹp, nó trông nó quá xịn sò rồi. Con cốt 3 thì trông nó đỏ đỏ nhờ nhờ, mình không thích lắm. Đỏ nó phải đỏ tím như ở Subi thì nó mới đẹp rồi. Và cái con cốt 3 này thì cái màu đấy nó hơi khó phối đồ, vì nhiều màu nó ít những cái đồ phối đồng màu được với cái cây đó. Thử tí bác à, ok. Lại gặp lại người quen thì anh em lại đánh nhau cho nó vui. Đúng là chỉ có trong game thì anh em mới có thể là đánh nhau cho vui xong thì thôi, chứ còn ở ngoài đời này thì chắc là đánh nhau xong là cạch mặt nhau luôn, bỏ nhau luôn, sẵn sàng là không còn anh em gì nữa. Nhưng mà thật là đặc biệt là ở trong game thì anh em mới có những cái tình cảm với nhau để đánh nhau cho nó vui xong thôi. Đó. Thì đây, Wood 2 đánh nhau với Wood 3, Holy Full Holy đánh nhau với cả Full Gold. Đó. Thì tất nhiên là so sánh thì nó hơi khập khiễng, bởi vì Holy thì nó hơn hẳn Gold một bậc rồi. Holy nó là cái set PK là tầm cao rồi, còn Gold với Kun thì nó chỉ là cái hàng cao nhất trong tầm trung thôi. Cao nhất trong tầm trung thôi. Mà mình lại thua, hôm nay thua bác này là ở một con fan nữa. Mình không có con fan. Tất nhiên là chơi game thì PK nó là hên xui, nó là cả sự may rủi và cái kỹ năng của anh em nữa. Có khi đồ đạc này nó cũng đánh giá quyết định một phần nào đó, nhưng mà kỹ năng cũng rất là quan trọng. Nên là khi anh em muốn đi PK được thì anh em phải tìm hiểu về những cái thế mạnh của cây đồ của mình. Đấy, ngoài ra thì những cái cách combo, những cái cách thủ làm sao cho nó khỏe. Đấy, PK làm sao dồn được đam. Hay bơm máu làm sao để có thể là bơm máu nhanh, hay hoặc là những cái đường truyền anh em trước khi PK anh em có một cái đường truyền thật tốt. Và khi PK thì mình khuyên anh em là chỉ nên PK ở cái server 5, đó server của Việt Nam, thì cái độ lag của nó cũng sẽ giảm đi rất nhiều so với anh em PK ở những cái server khác. Thì cái độ lag của nó nhiều hơn, thì cái delay nó chậm lại, thì khi mà cái tốc độ mạng nó lag thì không nên PK. Đó, khuyên thật anh em là cứ mạng lag thì không nên PK, bởi vì nó chỉ thêm cái bực phòng ngừa vào người mình thôi. Đó, thì một lần nữa là cảm ơn anh em đã dành thời gian ra và để xem video. Và thời gian vừa qua thì mình cũng nhận được rất nhiều những cái ý kiến đóng góp của anh em về cho kênh của mình, hay là cho bản thân mình phát triển hơn. Đó, thì mình cũng chưa hoàn thiện lắm, bởi vì là mới làm cái video YouTube này được một thời gian ngắn thôi, nên là nhiều cái nó vẫn còn chưa được mượt mà, nó chưa được trơn tru cho lắm. Thì anh em xem video thấy có những cái gì nó chưa ổn thì là mong rằng anh em hãy bình luận một cái bình luận ở phía dưới, thì để giúp cho mình phát triển bản thân hơn và hoàn thiện những cái video nó tốt hơn, để cho anh em xem cái video cảm giác nó sẽ được thoải mái. Và hy vọng là mỗi một cái video của mình thì đều là có ích cho anh em. Nếu anh em nào biết rồi những cái gì mình chia sẻ mà anh em biết rồi thì hãy vui lòng là xem video để có thể là có những cái giây phút nó thoải mái, tìm được những người bạn tri kỷ, hoặc là có thể là lưu giữ lại những cái khoảnh khắc trong game vui vẻ với nhau. Đó. Thì còn những anh em nào mà mới chơi thì nên xem hết những cái video hướng dẫn của mình, thì một phần nào đó nó cũng sẽ giúp cho anh em chơi game được tốt hơn, hoặc là những cái gì anh em chưa biết thì anh em sẽ được hiểu một cách là đơn giản nhất. Đó, để làm sao mình chơi game nó vui và nó không bị khó hiểu, hoặc là những cái gì mình không biết mình chơi nó sẽ mất thời gian hơn. Hy vọng là những cái clip của mình sẽ mang đến cái lợi ích đó cho anh em. Đó, thì ngoài ra thì hiện tại thì mình thấy là rất nhiều anh em là xem video và có thể là anh em chưa biết cách nên bấm nút đăng ký kênh hoặc là theo dõi fanpage. Đó, thì ở dưới phần video, tất cả những cái video nó đều có cái nút đăng ký kênh, thì anh em hãy bấm vào nút đăng ký kênh đó để cái kênh của mình nó cũng thêm lượt người theo dõi, thì nó sẽ giúp phát triển hơn. Đó, thì ngoài ra thì khi có video mới của kênh
thì nó sẽ thông báo cho anh em xem để anh em sẽ không bị bỏ lỡ những cái video clip nào, hoặc là có thể là vào để giao lưu cùng anh em. Đấy, ngoài ra thì hàng tuần thì mình vẫn tổ chức những cái sự kiện là event, những cái chơi game show nho nhỏ ở trên fanpage của mình là Hoài Niệm Game gạch ngang MUAWAY, và tổ chức những cái event đoán số hàng tuần vào chủ nhật hàng tuần. Thì mỗi một tuần thì mình đều có những cái phần thưởng nho nhỏ gửi đến các bạn. Mong rằng đấy là cũng là một cái hoạt động rất là vui vẻ để anh em có thể là tham gia cùng với kênh, cùng với hoặc là những cái giao lưu cùng với các bạn khác ở trong kênh. Đó, thì rất mong là anh em sẽ ủng hộ những cái hoạt động của mình. Đó, thì ở dưới phần mô tả của video này thì mình đều có cái link dẫn đến cái fanpage. Thì mong rằng anh em nào mà chưa biết đến fanpage của mình thì có thể ghé qua và tham khảo thêm. Đó, thì cũng xin phép quảng cáo một chút là trên kênh của mình thì mình vẫn đang cung cấp và bán cho anh em những cái bộ đồ PK tầm trung, giá ngon bổ rẻ. Những cái set nào mà mình cảm thấy nó hợp lý trong tầm giá nhất thì mình đều cóp lại và mình có bán cho anh em. Nếu anh em có nhu cầu lấy thì hãy liên hệ qua fanpage của mình, nhắn tin cho mình bộ đồ nào anh em thấy là thích và thấy ưng ý thì hãy inbox cho mình để mình cũng có thêm một cái khoản thu nhập tài chính nho nhỏ để mình tiếp tục có thể phát triển được cái kênh này. Đó, hoặc là mình sẽ có những cái điều kiện tốt hơn để mình tổ chức những cái event cho anh em. Đó, tất cả là vì một cộng đồng mà người chơi MU thật là vui và thật là gắn kết với nhau. Đấy, hy vọng là cái kênh này của mình nó sẽ mang đến một số những cái sự thú vị nhỏ thêm cho anh em khi anh em chơi game. Đó, thì cái clip hôm nay của mình thì mình cũng quay đi PK khá là dài, thì mình cũng xin phép là kết thúc phần bình luận tại đây. Rất mong là anh em tiếp tục xem video và có những cái phút giây giải trí thoải mái. Tất cả những cái ý kiến đóng góp gì anh em hãy comment ở phía dưới, và có thể ủng hộ mình bằng một nút like, bằng một nút đăng ký kênh với những bạn nào chưa đăng ký kênh. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những cái video clip tiếp theo. Mời anh em tiếp tục xem video. Mình xin phép được kết thúc phần bình luận ở đây.
Anh em hãy bấm vào theo dõi kênh fanpage của Hoài Niệm Game TV nhé. Và đừng quên nhấn nút đăng ký, like video để ủng hộ kênh và theo dõi những video tiếp theo mới nhất của kênh Hoài Niệm Game TV. Chúc các bạn xem video vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như trong công việc.